Công ty Geotech xin kính chào quý khách hàng. Trước mặt quý khách hàng đây là những dòng máy TBS RTK phổ biến và hiện đại đang được rất nhiều kỹ sư đo đạc lựa chọn cho các công việc của mình. Với giải pháp RTK này thì các công việc đo đạc như là thành lập móc cống chế này, khảo sát địa hình, khảo sát độ sâu kênh mương, đo vẽ chi tiết trên một diện tích lớn thì đều rất là thuận lợi và mang lại hiệu quả rất là cao. Với hệ thống trạm co hiện nay đang phổ biến mạnh mẽ hơn nữa thì việc kết nối để đo đạc bằng hệ thống trạm co sẽ giúp giảm cái nhân lực, cái chi phí và cái thời gian thực hiện các công tác đo đạc. Vậy thì hôm nay Geotech sẽ làm một cái video để mà chia sẻ đến quý khách hàng cách thức để kết nối các dòng máy này với trạm co và thực hiện đo đạc chi tiết như thế nào. Thì mời quý khách hàng cùng theo dõi. Trước tiên, công ty Geotech xin gửi tới quý khách hàng một cái video clip hướng dẫn cách kết nối trạm co với cái dòng máy RBS CHC như là CHC I90, CHC I50 hoặc là CHC X91. Thì đây là giao diện phần mềm sổ tay trên cái sử dụng chung với cái máy RBS CHC. Phần mềm sử dụng là phần mềm LANTAC 7. Thì chúng ta trước khi sử dụng mà chúng ta sẽ mở cái 4G và bật cái Bluetooth của sổ tay lên. Sau đó chúng ta bắt đầu vào phần mềm. Thì đây là giao diện của phần mềm, toàn bộ đều bằng tiếng Việt hết. Trước tiên chúng ta sẽ vào cái bước lập công việc và mục quản lý công việc. Tại đây chúng ta sẽ tạo một cái file để chứa các dữ liệu đo. Nếu chúng ta đã tạo rồi thì chúng ta nhấn chọn file và nhấn mở. Còn nếu chưa tạo thì chúng ta sẽ bắt đầu vào tạo mới, nhấn vào mục tạo mới. Đây. Tên công việc, chúng ta sẽ đặt tên công việc của chúng ta. Rồi chúng ta tích vào một hệ tọa độ và kích vào dấu ba chấm này để chúng ta chọn cái kinh tuyến trục và múi chiếu tại địa phương chúng ta cần thực hiện đo đạc. Ở đây chúng ta chọn Cần Thơ. Còn nếu chúng ta đi một tỉnh thành khác thì chúng ta bấm vào mục thêm mới. Vào châu lục chúng ta sẽ chọn là châu Á và quốc gia chúng ta sẽ chọn là Việt Nam. Đây, nó sẽ đọc hệ tọa độ và đưa ra danh sách tỉnh thành cho chúng ta lựa chọn. Chúng ta đo tỉnh thành nào, lựa chọn tỉnh thành đó. Ở đây chúng tôi đã chọn Cần Thơ và chúng tôi bấm chọn. Đây chúng ta chuyển sang cái thẻ projection để kiểm tra múi chiếu và kinh tuyến trục. Kinh tuyến trục của Cần Thơ là 105 độ, múi chiếu là 3 độ. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang cái thẻ tham số tiến triển. Tại đây chúng ta sẽ chỉnh sửa 7 tham số tiến triển vào, chọn vào mục 3 chấm và bấm chỉnh sửa. Đây chúng ta sẽ nhập 7 tham số tiến triển vào. Chúng ta tiến hành nhập 7 tham số tiến triển vào. Rồi, nhập xong 7 tham số tiến triển, chúng ta bấm vào chấp nhận. Rồi, đây là các tham số chúng ta đã nhập. Rồi chúng ta bấm OK. Đây, máy báo đang tạo file công việc. Rồi sau khi tạo file công việc xong, chúng ta sẽ tiến hành kết nối cái sổ tay với cái đầu thu CHC. Chúng ta vào mục thiết lập và mục kết nối. Rồi chúng ta sẽ kết nối cái sổ tay với đầu thu. Đây là cái nhà sản xuất, máy chúng ta là CHC. Bây giờ chúng tôi sẽ kết nối với cái đầu thu CHC I50. Đây, chúng ta bấm kết nối. Rồi máy báo kết nối Bluetooth thành công. Tiếp theo chúng ta sẽ vào cái chế độ đo. Thì tại chế độ đo này chúng ta sẽ thiết lập các thông số để kết nối với trạm co. Rồi tại đây chúng ta sẽ bấm tạo mới. Đây mục này chúng ta sẽ cài đặt như sau. Tại chế độ đo chúng ta sẽ cài đặt chế độ đo là Rover. Kiểu chuyền là sổ tay, tại vì sim chúng tôi đang gắn trên sổ tay này. Kiểu chuyền là sim trên sổ tay. Giao thức chúng ta sẽ chọn giao thức là NTIP. Rồi tên miền chúng ta sẽ nhập. Thì cái tên miền, cái tên bay, cái tài khoản và cái mật khẩu này chúng ta sẽ nhận được khi chúng ta đăng ký mua cái trạm co của cục đo đạc bản đồ hoặc là các hệ thống co tư nhân. Thì để mà liên hệ mua cái trạm co này, mua cái mã co này thì quý khách hàng có thể liên hệ với công ty Geotech, chúng tôi sẽ hỗ trợ với khách hàng để đăng ký mua cái mã co này.
Đây, cái chạm coi gần nhất là Tân CT là Cần Thơ, chúng ta sẽ chọn một chạm coi gần nhất. Rồi, sau khi cài đặt các thông số này xong, chúng ta sẽ bấm luôn, đặt tên cho chế độ đo. Đúng, ok. Đây, tạo chế độ đo thành công. Rồi, chế độ đo chúng ta vừa tạo chúng ta chấm chấp nhận. Bấm có. Ok. Rồi, chúng ta đã báo truy cập thành công. Lúc này chúng ta thoát ra màn hình ngoài và chờ tín hiệu gọi tin feed là chúng ta có thể tiến hành đo đạc được. Rồi, sau khi tín hiệu chúng ta đã đạt ở chế độ là feed rồi thì chúng ta bắt đầu vào các thao tác đo đạc bình thường. Chúng ta trở về mục khảo sát vào phần đo điểm. Đây thì tại đây, đây là màn hình đo tọa độ chúng ta, thì chúng ta tiến hành đo đạt như bình thường. Trên đây là tên điểm, mã điểm, chiều cao anten và tọa độ. Cái này thì với những dòng máy cao cấp hơn như là i80 hoặc là i90, khi chúng ta kết nối xong thì trên giao diện đo điểm này nó sẽ có cái mục là đo nghiêng. Thì chúng ta sẽ bật cái chế độ đo nghiêng lên, nó cho phép chúng ta đo máy nghiêng tới 70 độ đối với máy i90, thì giúp chúng ta tiếp cận những cái vị trí mà không thể dựng máy thẳng đứng được mà vẫn đảm bảo độ chính xác. Riêng máy i50 này thì nó chưa được cập nhật cái hệ thống cái cảm biến IMU đo nghiêng này, nên nó không xuất hiện cái mục đo nghiêng trên màn hình. Thì để đo điểm, chúng ta sẽ nhấn vào cái dấu tít xanh này là điểm chúng ta được lưu vào bộ nhớ. Đấy, thời gian này chúng ta sẽ tiến hành đo điểm chi tiết. Đo điểm chi tiết thì chúng ta sẽ mang máy đặt vào những vị trí chúng ta cần đo và nhấn lưu điểm là xong. Thì điểm sau khi lưu xong nó sẽ nằm trong danh sách này. Đây là điểm ta vừa lưu, điểm số 1. Nó gồm tọa độ, cao độ và thời gian ngày giờ đo. Đo đạc với các dòng máy RTK CFC này thì thật là đơn giản, chỉ cần một người vẫn có thể tiến hành các công tác đo đạc một cách nhanh chóng và tiện lợi hơn, không phải tốn nhiều người như lúc xưa, và cái thời gian thực hiện công tác cũng nhanh hơn. Khi mà điểm đã fix, chúng ta chỉ cần bấm lưu là điểm sẽ được lưu vào bộ nhớ. Rồi, tiếp đến thì tôi sẽ giới thiệu với quý khách hàng cái cách thức để fit gốc VN2000. Thì fit gốc VN2000 này thì thông thường ở chúng ta đo đạc á, thì chúng ta sẽ nhận được những cái điểm móc tọa độ khống chế. Thì để những cái phần đo đạc tiếp theo chúng ta theo cái hệ thống móc khống chế này thì chúng ta sẽ tiến hành fit gốc VN2000. Thì cách thức làm như sau: sau khi chúng ta đã cài đặt trạm co máy đầy đủ xong rồi, chúng ta sẽ mang máy và dựng ổn định vào tại vị trí móc gốc và nhấn lưu điểm như bình thường. Thì ở đây nãy chúng tôi đã đo và chúng tôi lưu sẵn đó là điểm số 3. Rồi chúng ta vào từ cái màn hình khảo sát, chúng ta vào mục fit gốc VN2000. Đây. Tại mục điểm đo GNSS, chúng ta chọn cái điểm mà chúng ta đã đo trùng móc gốc. Đó là điểm số 3 nãy chúng tôi đã đặt vào móc gốc và tiến hành đo rồi. Chúng ta nhấn OK. Rồi tại điểm gốc, chúng ta vào mục 3 chấm. Đấy, thì tại đây chúng ta sẽ chọn cái điểm móc gốc mà chúng ta đã biết bằng cách thức là nhập vào sẵn, hoặc là bây giờ chúng ta sẽ nhập vào. Thì như tôi đã nhập vào điểm số 1, đây là điểm móc gốc chúng tôi theo tọa độ thiết kế. Chọn điểm số 1 và nhấn OK. Đây thì ở đây nó sẽ có kết quả
dịch chuyển chục x chục y bao nhiêu đó thì sẽ báo lúc này. Chúng ta nhấn OK. Máy sẽ hỏi chúng ta có áp dụng tham số tiến triển hay không. Thì chúng ta bấm có. Đây, lúc này tọa độ và các điểm đo sẽ được dịch chuyển theo cái điểm gốc mà chúng ta đã fit. Thì lúc này chúng ta trở ra màn hình đo. Đo điểm này sẽ y như cái tọa độ mà chúng ta đã nhập vào ban đầu. Như vậy là quá trình fit điểm móc gốc đã xong. Chúng ta có thể tiến hành các công tác đo đạc khác như là đo chi tiết hoặc là chương trình định vị điểm. Tiếp theo, chúng ta sẽ vào chương trình định vị điểm. Thì chương trình định vị điểm này sẽ giúp cho chúng ta tìm những điểm tọa độ đã có trên thiết kế ra ngoài thực địa như thế nào. Thì tại một khảo sát chúng ta qua phần định vị điểm. Đây là giao diện màn hình định vị điểm. Thì để nhập tọa độ điểm thiết kế vào, chúng ta vào cái dấu ba chấm phía trên góc trái. Chúng ta bấm thêm mới. Chúng ta chọn nhập thủ công và bấm OK. Thì đây là cách thức để nhập cái tọa độ điểm thiết kế vào trong cái phần mềm. Thì với những số lượng điểm ít 1-2 điểm thì chúng ta có thể nhập thủ công như vậy. Còn nếu như cái số lượng điểm chúng ta cần định vị nó rất là nhiều thì chúng ta sẽ tiến hành tạo một cái file trước, sau đó chúng ta sẽ đưa vào phần mềm để load điểm ra thì nó sẽ tiết kiệm thời gian chúng ta hơn. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhập điểm cần tìm, ví dụ là điểm số 1. Điểm 1. Rồi nhập tọa độ vào. Rồi nhập xong cái độ tọa độ chúng ta nhấn OK. Chúng ta trở ra màn hình ngoài. Thì đây là cái giao diện mà định vị điểm. Thì chúng ta sẽ tiến hành di chuyển máy theo hướng mũi tên. Di chuyển theo hướng máy theo mũi tên. Thì mũi tên hướng đâu chúng ta sẽ di chuyển máy tới đó. Đấy, gần tới vị trí điểm thì máy sẽ xuất hiện một cái bảng tọa độ, một cái hệ tọa độ để chúng ta giúp chúng ta có thể tiến trước, lùi sau hoặc là sang trái sang phải như thế nào. Sau khi đạt độ chính xác thì máy sẽ kêu tít tít như thế. Đấy, sau khi máy đã đạt độ chính xác nhu cầu như thế này, như là trước 5 ly sau 6 ly thì coi như là đạt độ chính xác chúng ta đã đạt, thì chúng ta bấm, chúng ta xác định được điểm tọa độ thiết kế ra ngoài. Vậy là quá trình xác định điểm của chúng ta đã xong. Chúng ta sẽ bấm vào danh sách để chuyển sang điểm tiếp theo. Rồi, tiếp theo là cái quá trình mà xử lý số liệu sau khi đo xong. Thì để sau khi đo xong chúng ta muốn chuyển số liệu ra ngoài để tiến hành xử lý nông nghiệp. Thì với cái phần mềm Landsat 7 này cho phép chúng ta xuất file số liệu ra ngoài dưới dạng CSV hoặc là TXT. Rồi sau đó chúng ta có thể chuyển trực tiếp qua Gmail hoặc là qua Zalo để tiến hành xử lý nông nghiệp. Thì cách thức xuất số liệu ra ngoài như sau. Chúng ta trở lại cái mục lập công việc và vào cái mục xuất dữ liệu tiệp. Đây. Thì tại đây chúng ta sẽ tiến hành đặt cái tên tiệp xuất ra. Mình đặt tên. Đấy, sau khi đặt tên, chúng ta sẽ chọn cái định dạng dữ liệu xuất ra. Ở đây khuyên dùng dữ liệu là tên mã điểm CSV hoặc là tên mã điểm TXT. Thì cả hai này chúng ta đều chọn được bình thường. Chúng ta sẽ xuất dạng TXT trước đi. Đấy, rồi dưới này chúng ta sẽ chọn cái mục để lưu dữ liệu đo. Sau khi chọn xong chúng ta bấm xuất tiệp. Đấy, xuất dữ liệu thành công. Thì để kiểm tra cái dữ liệu chúng ta đã có hay chưa, chúng ta bấm thoát hết ra ngoài và vào cái mục quản lý dữ liệu. Đây. Chúng ta kìm về mục đây dữ liệu đo. Chúng ta tìm về cái file chúng ta đã xuất ra. Đây, cái file công ty GeoTest chúng tôi vừa xuất ra. Thì để chuyển cái file này đi, chúng ta sẽ nhấn giữ vào file. Xuất hiện cái bảng này, chúng ta sẽ chọn được cái cách thức để gửi đi. Chúng ta bấm vào gửi. Thì trên máy xuất hiện những cái giao diện, cái phần mềm để chúng ta gửi đi. Thì chúng ta có thể gửi trực tiếp qua Gmail. Đấy, chúng ta soạn mail chúng ta gửi. Vậy là số liệu chúng ta đã được chuyển trực tiếp về văn phòng. Thì chúng ta sẽ xử lý nông nghiệp ngay tại chỗ. Rồi, tiếp theo là cái quá trình xuất ngược cái file số liệu từ ngoài vào trong phần mềm để phục vụ các công tác tìm điểm thực kế trên mặt tế. Thì trước tiên chúng ta sẽ tạo một cái file để số liệu thiết kế. Thì cái file này chúng ta sẽ lưu dưới dạng là TXT hoặc là CSV đều được. Nhưng mà chúng ta phải lưu đúng định dạng là
gồm tên điểm, mã điểm X, Y và H. Thì sau khi chuẩn bị file số liệu xong, chúng ta sẽ gửi lên mail và sử dụng cái sổ tay này để tải cái file đó về. Thì chúng tôi đã tải cái file đó về rồi. Trên sổ tay này chúng tôi đã tải cái file đó về rồi. Được lưu vào trong cái phần bộ nhớ trong. Đây, cái file công ty Geotech trút vào chúng tôi đã tải ngược về trong sổ tay này rồi. Thì chúng ta sẽ tiến hành đưa cái file này vào phần mềm. Thì trên phần mềm chúng ta sẽ vào cái phần khảo sát và vào phần định vị điểm. Rồi chúng ta sẽ bấm vào mục ba chấm góc trái. Thì đây là cái danh sách điểm chúng ta chưa có điểm nào, thì chúng ta bấm vào góc phải dưới dấu ba chấm, chúng ta bấm nhập. Rồi chúng ta tìm về cái đường dẫn mà chúng ta đã tải cái file về. Đây. Đây, cái file này. Rồi chúng ta chọn đúng file, chúng ta bấm nhập tiếp. Lúc này nó xuất hiện một cái bảng thông báo, thì đây là những điểm mà chúng ta đã chuẩn bị sẵn, chúng ta bấm OK. Rồi quá trình nhập điểm thành công, thì bắt đầu chúng ta tiến hành các công tác định vị như thông thường. Chúng ta vào này, lúc này sẽ có những cái danh sách điểm chúng ta đã đưa vào rồi. Thì cần định vị điểm nào, chúng ta sẽ chọn điểm đó, ví dụ điểm số 9. Chúng ta bấm OK. Đây, điểm số 9, vị trí đã đạt. Vậy là quá trình bố trí điểm chúng ta đã xong.